Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thực hiện một cái bài tập lưu trữ website cá nhân trên web server miễn phí. Thì để thực hiện bài tập này, chúng ta sẽ tiến hành theo từng bước sau. Chúng ta sẽ mở cái trình duyệt Internet Explorer ra và chúng ta sẽ truy cập vào một cái site miễn phí, cung cấp hosting miễn phí. Và cụ thể một cái site ví dụ như là www.brainet.com. Thì đây là một website, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái công cụ gọi là free web miễn phí. Thì để đăng ký nó, chúng ta chỉ việc là sign up. Chúng ta chọn nút sign up để đăng ký một cái bắt đầu quá trình đăng ký một cái site miễn phí. Ở đây nó yêu cầu chúng ta điền thông tin về username password vào. Giả sử chúng ta sử dụng username là mbook t3h, first name chúng ta sử đăng ký là Hồ Viết Quang. Chúng ta sẽ đặt mã vùng hoặc không đặt, và ban chúng ta sẽ bỏ qua. Những nào ký hiệu sao là bắt buộc nhập. Ở đây yêu cầu nhập vào địa chỉ email. Mình có một địa chỉ email là mbook@gmail.com và mình xác nhận cái thông tin này. Sau đó là điền vào cái code của trang web được hiển thị trong cái hình ảnh dưới đây, và nhớ đồng ý tất cả những cái license mà trang Brainet cung cấp cho chúng ta. Khi mình nhấn nút Send My Password thì toàn bộ những nội dung, toàn bộ những mật khẩu sẽ được gửi về cái địa chỉ email là mbook t3h. Và như vậy chúng ta sẽ qua cái trang Gmail để mà chúng ta check cái tài khoản của mình để xem có cái mật khẩu mà trang Brainet gửi về cho chúng ta là như thế nào. Từ đây chúng ta nhập cái mật khẩu vào, nhập username vào, và ta nhập mật khẩu tương ứng. Khi mình vào cái tài khoản email của mình thấy rằng Brainet đã gửi cho mình một cái thông tin về tài khoản. Chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy rằng là username mbook t3h với cái mật khẩu tạm tương ứng. Chúng ta sử dụng mật khẩu này để đăng nhập vào hệ thống. Hoặc là chúng ta sẽ click vào cái link mà Brainet gửi cho chúng ta để chúng ta xác nhận cái mật khẩu lại. Tại đây hệ thống đã xác nhận ta là mật khẩu tạm, như vậy chúng ta sẽ mô tả thông tin về mật khẩu mới. Sau khi mình đặt mật khẩu mới xong, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã đăng nhập vào được cái hệ thống của mình. Thì này xác nhận rằng là tài khoản là mbook t3h@gmail.com đã xác nhận là đăng nhập vào hệ thống. Như vậy chúng ta đã đăng ký thành công một cái free web hosting ở trên mạng. Như vậy công việc kế tiếp là chúng ta sẽ tạo một cái host, tạo một cái site để cho phép mình đăng ký vào, và mình chọn một style build your free website. Ở đây hệ thống sẽ yêu cầu mình đặt một cái tên của website
để mà khi người dùng đăng nhập vào dùng cái tên đó để mà thể hiện, để mà gõ vào cái địa chỉ và hiển thị thông tin trang web. Ở đây nếu mình sử dụng cái site miễn phí của Granet thì người ta sẽ nhập cái thông tin là yourname.grahost.com. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng một cái tên miền riêng thì bạn phải nhập tên miền ở đây và tìm kiếm tên miền. Do ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái tài khoản miễn phí, thành ra ở mục này mình chọn tính năng là build a website để tạo một cái website miễn phí. Và ở đây mình dùng tính năng là sử dụng một cái subdomain, tức là mình sẽ là một cái phần của thằng grahost.com. Ở đây mình nhập cái subdomain, giả sử mình đặt là mbook.t3h với phần mở rộng là .grahost.com và mình create a subdomain. Thì nếu như tên mình chưa được đăng ký thì như vậy hệ thống sẽ xác nhận cái tên này vào, và như vậy sau đó, sau khi mình tạo xong website thì khi mà chúng ta muốn thể hiện trang web đó, chúng ta sẽ nhập là mbook.t3h.grahost.com và như vậy sẽ lên cho chúng ta được cái trang web. Khi mà nó xác nhận rằng là cái mbook.t3h.grahost.com chưa tồn tại thì như vậy nó sẽ cho phép chúng ta tạo được một cái link là mbook.t3h.grahost.com. Thì như vậy chúng ta đã đăng ký xong một cái host. Thì trong cái host này nó sẽ cho cung cấp rất là nhiều tính năng, cho phép chúng ta quản lý file, xóa thêm, xóa sửa file, cho phép tạo website theo nguyên dạng, hoặc có thể delete một website, hoặc chúng ta có thể login vào thông qua FTP applet để mà ta upload hoặc là download cái trang web thông qua FTP applet. Thì ở đây giả sử như mình đã có sẵn một trang web và chúng ta mong muốn rằng upload cái trang web đó lên trên cái site là mbook.t3h.grahost.com. Sau đó chúng ta sẽ vào chức năng FTP để ta tạo một tài khoản FTP để cho phép chúng ta có thể upload cái trang web lên trên mạng được. Tại đây chúng ta sẽ new một cái FTP account để được phép upload trang web thông qua FTP server. Vào nạp username giả sử như là mbook.t3h với cái mật khẩu tương ứng. Và chúng ta sẽ create một FTP account. Như vậy hệ thống đã xác nhận rằng chúng ta đã tạo xong một FTP account thành công. Và như vậy chúng ta sẽ đăng nhập vào FTP thông qua FTP applet. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu tương ứng. Sau khi chúng ta kết nối với FTP site thì công việc chúng ta chỉ cần là copy cái trang web tương ứng lên trên cái thư mục là mbook.t3h.grahost.com. Ở đây cái trang web mình lưu trên desktop, mình sẽ copy trang index.html, nó sẽ đè lên cái trang index.html hiện tại ở trên cái hệ thống web server. Chúng ta chọn cái chọn trang web và chọn nút upload để chúng ta copy lên. Nó hỏi chúng ta có override file không, mình sẽ yes để override file. Và sau khi mình upload thành công thì trạng thái báo chúng ta là complete, là như vậy chúng ta đã hoàn tất vấn đề gọi là upload cái nội dung trang web. Sau khi chúng ta cập nhật cái trang web thành công thì chúng ta thử truy cập ở website như sau: http://mbook.t3h.grahost.com. Thì nội dung của website của mình sẽ được hiển thị lên trên cái trình duyệt. Như vậy chúng ta đã hoàn tất cái việc gọi là tạo website và cách thức đưa một trang web lên trên cái một cái free web hosting miễn phí như thế nào. Đó là toàn bộ cái bài tập của chúng ta.